Dạ chú ơi, cho con hỏi xíu được không ạ? Chú biết cái nhà mà ở đây có mấy người ở trong bánh nhưng mà họ nghỉ rồi. À. Còn đây vẫn còn kén. Còn đây vẫn còn trống à? Dạ. Dạ. Hôm nay con có mặt ở đây là để tìm hiểu về cái quy trình mà tráng bánh tráng của nhà mình đó kìa. Mình múc mình có cái gì hứng không cô? Hay là đổ xuống qua liền, đổ hai xuống qua. Đó, qua đây. Ngừng lại là coi như là bỏ bánh lên sàn. Bánh nhỏ này là có bò ở Bình Định nó mới đẹp nên là cô muốn ký. Dạ. Cái này bánh ký. À cái này là họ đồ của bánh nhỏ, họ thích em bánh nhỏ. Dạ. Cô cũng trống bánh nhỏ cho họ mà họ đồ số nhiều quá. Nhưng mà nhiều quá Sài Gòn á, Sài Gòn cũng thích bánh nhỏ. Nếu mà bánh nhỏ như vậy á là làm 1 ký bao nhiêu một cái? Cái này là 1 ký tới 5 6 cái cứa luôn. 5 6 cái. Là cái này 2 ngàn một cái. 2 ngàn một cái. Vậy là cái này cái nhỏ 2 ngàn, còn cái to kia là giá cũng khác, cũng như cái bánh đi mà cô bảo mày nhưng mà ăn hơi lớp. À. Cái bánh mình cũng thiệt là một lớp thôi, còn bánh bánh mà mình nướng á là mình phải dùng hơi lớp. Yeah. Là cái bánh không có nấu phòng được. Rồi cái bánh này cô bán bao nhiêu một ký? Cái này à? Yeah. Cái này là tính 50 rồi. Cái này là chứ không phải là bánh máy, bánh mình có thủ công. Làm 50 ngàn một ký. Một ký là khoảng bao nhiêu cái? Cái này là con gỡ rồi hết rồi, còn bo ròn nữa đây. Gỡ đi con nữa đây. Là một cái một ký bao nhiêu cái? Cái này là hơi cái này. Một ký này là 55 hạt 60 cái. 55 60 cái. Là ví dụ như dài thì 55 hay mà cũng có hơn. Vậy là tính ra cũng khoảng 1 ngàn một cái. Dạ. À, đó đó. Cô biết tại sao ở Sài Gòn người ta thích những cái bánh nhỏ không cô? Ừ. Cái bánh nhỏ người ta có thể bỏ vào một lò vi sóng, người ta quay lên là nướng nó rất là nhanh và nó đều. Còn nếu mà bánh to bỏ vào lò vi sóng nó không vừa cái lò vi sóng, và khi đó người ta muốn làm người ta phải cắt ra. Tại con cái thằng Sài Gòn mấy người ở bên đại học nó họ qua con ở Sài Gòn họ hai đem bánh đây cho cô đây. Họ đem bánh đây họ chở đi. Yeah. Mời cô cái chứ mấy chị là cô là xử bánh điện trống cực, cô xử của bánh to. Cứ cả không. Đúng rồi, một công mà mình tráng được cái này một công mình cũng tráng bằng cái này gấp đôi thời gian. Cái mâm đó mình có thể làm ba cái tròn được không? Không được đâu nghe. Ví dụ như cô lùng hơi kế một lần hơi kế được, nhưng mà ba kế không thể được. Hơi kế là không vừa y cái hai cái thì y cho ba kế không thể được. Ba kế lùng ra mọi trong kia. Thì cô thấy cũng hay mà, tại vì cái này là 1.000-2.000 một cái đúng không? Vậy thì giờ cô tráng cái kia bánh tráng kia là 1.000 một cái, một cái to. Rồi nếu là cô tráng hai cái này á cũng rồi. Nó không có thời gian cái nó cô bỏ vô là ăn mãn lẫn ma nấu thôi. À, nó dài hơn. Một bột thiệt là đẹp. Đúng cái rồi. Này ít lời hơn cái bánh đó. Bột thiệt đó. Cái bánh này là giòn. Tiêu, tủa. Đây này. Đúng tiêu, rồi. Tiêu, hành đủ thứ gia vị trong này. Nam thứ gia vị này còn no rồi chứ ăn cái bánh sớt ngon lắm. Có thứ lụa gia vị là cô bỏ hết vô trong này. Là nó có bánh nướng sếp nướng lại là mỡ có bùa bánh lẫn thơm đó. Thơm. Cái bánh này cô có sẵn không hay là ai đặt thì cô mới làm? Không, cô có sẵn cô bón chứ. À cô sẵn cô bán. Là cái này là để bán hả? Cái này là để bón ra. À. Nói chung là nghề này từ mẹ của cô, bà ông bà, ông bà ngoại. À bà ngoại của cô là bà cố của Toàn đó. Cố của Toàn. Nè một bà cố là dân đỡ là ba đời. Ba đời rồi đó. Ba đời. Mà chắc đời tới hôm đó thì chắc cũng đã có một cục đó. Cô lồn được bữa bồ được chứ là cô cho nghĩ không thể lồn được cục. Để không lồn được khóc cho chân lồn được đi. Không mấy đồng bọt mà nó vô chân cực, ngủ bệnh quọn nữa. Cho nên cô đi lồn. Cô ví dụ như mấy cái này là mình tự làm hả? Toàn lồn đó. Ồ, toàn lồn đó. Bỏ đa bạc không còn một cái đó. Học chương gì đó? Xây dựng. Đẹp quá không? Cái này là mô hình của cầu sông Hàn Đà Nẵng nè các bạn. Còn trên này là cầu Rồng nha. Ồ, đẹp thì làm đẹp thì. Là nhà mình lúc nào cũng phải có áo phao này để lục là có nữa. Đó đó. Thủ nó cho không chỗ để thắt đồ công nha. Thế mà mưa một ngày là bắt đầu nước vô nha. Bữa nó nước vô tới đa đâu. Xả đập thôi mà đã lên mấp mé hiên rồi thì. Xả đập thôi đó.
mình xỏ chừng chừng đó, xỏ ấm nhưng mà xỏ chừng nhiều ấm chặt không cháy quá. Chứ mà mới bổ sàn 6 giờ bổ sàn là tới 3 tốt giờ thấy nút cũng lớn nhanh dữ đi. Lớn mình dọn không kịp luôn, mà mang là mình thấy bổ là lo. Bổ là lo, mình thấy là gót để rằng. Ôi. Ôi cái bánh của mình phải ô nó phồng lên luôn nè. Nó lâu quá là nó sẽ bị phồng lên nha. Sẽ cho cay mà. Gà lỡ phía sau này đây cô hả? Vịt nữa hả? Trời, rộng ghê chưa? À. Tầm bao nhiêu trăm, tầm mấy trăm con gà không cô? Trên trăm con chứ con. Trên trăm con hả? Cú. À. Rồi bán gà bao nhiêu một ký? Gà 120. À gà 120. Một con hay là một ký? Một ký chứ. Tại cho nó ăn lúa không hả? Là lúa. Gà này là gà thảo vườn á. Nhưng người ta ăn lúa là xịn nhất chứ. Cô cho ăn lúa với lại bắp thôi. Người ta cho ăn bột. Cám thôi mà. Ừ. Gà đó. Vịt dễ sợ. Vịt cũng ăn lúa luôn cơ hả? À, vịt là ăn lúa. Mà lúa nhà mình là không trồng, đi mua hả? Trời nó thơm dễ sợ luôn, thơm mùi gia vị nè. Tiêu tỏi. Cái chá rồi con ăn mì. Nóng nha. Đây. Đây là bánh tráng của cô nướng nha các bạn. Đây. Còn đây là bánh tráng mình nướng nha. Nó hơi bị phèo xí. Làm trái của cô rồi, cô bắt đền đó nghe. Đây là cái lò lửa để tráng bánh tráng này các bạn. Chắc rất là nhiều củi luôn nghe. Hình như là vỏ dừa là cũng có thể đun được luôn á các bạn. Còn bố mà cái nơi ở cô cũng bố trẻ quá cho không qua cô đun dân trẻ qua mà là có nghĩa không dài xí chứ mày dạ. Trời cái tráng, cái bánh của cô tráng nè, còn cái bánh đây là bánh của mình tráng. Bánh của cô chán là để cho khách ăn, còn bánh của mình chán là để cho gà ăn nha các bạn. Rưới dầu lên. Dầu phụng đó. Đúng rồi, đậm lòng. Nãy con đây chụp hình miếng gà không? Mình vào nhà cô Hoa và trải nghiệm xem thử cô đổ bánh tráng các bạn. Mà được cô mời bánh tráng đập nha. Cái này gọi là bánh tráng đập. Bánh tráng nó đập rồi nè, trắng rồi các bạn. Mà các bạn dùng buổi trưa, bây giờ là mấy giờ? 11 giờ rưỡi ha. Mời anh. Cô ơi. Mời cô dùng luôn. Đây là nước mắm nè. Nước mắm cô Hoa làm luôn nha. Thương hiệu cô Hoa nha. Lấy một miếng bánh tráng nè. Bánh tráng đặc. Là nóng hổi người khỏi được ăn luôn á. Cái bánh tráng nó dai. Rộn chắc của mình. Dạ. Mà cái bánh tráng ở phía trong này các bạn, nó có gia vị, nó có tẩm gia vị rất là thơm, mùi tiêu này, hành, tỏi. Nó có xím mặn mặn của hạt nêm đúng không cô? Có hạt nêm đúng không? Dạ. Rất là ngon. Nước mắm cô làm cũng ok nha nha.
cô con thấy họ làm bánh á, bánh ướt như này này, họ có bỏ cái gì không mà con thấy nó trắng tinh luôn. À, bỏ bột phụ gia rồi nha, cái những này là nó hơi đục, nó đục màu, nó đục cái màu, nó đục một xíu, nhưng mà bánh tráng, bánh mà mình ăn ngoài hàng á là nó sẽ trắng tinh luôn. Ý là cô á là chia sẻ là cái bánh này, một mẻ bánh ra mà mình phơi từ sáng tới chiều, mà nếu mà không từ sáng tới chiều mà kiểu không khô á là nó sẽ bị sượng á các bạn, và sẽ bỏ cho gà ăn luôn. Bánh nào bánh thì cũng rủi ro, thì ví dụ trời mưa như vậy là mình phải thiết kế một cái lò là ví dụ như trời mà mưa là mình trải than dài ra đây, trải than dài ra đây, cái cột hai cái cây ngang đi, cái dựng lên, dựng hình tam giác á, dựng hình tam giác lên. Lửa ở dưới này vẫn khô, khô là mình trở, khô ở dưới chân mình trở, ngược lại. Sụp ăn nóng dữ lắm. Họ ở mùa hạ lạnh, mình quanh năm sống mình không nào ấm được. Họ cứ họ đứng mùa trời là họ vô họ run, mà vô họ chạp cái là họ cái, trong chân nắng dữ là lầu có ấm rồi, họ lầu cua mình trốn á. Dạ. Họ đẹp bánh rồi nói chuyện xí là cái chạp lầu ố rồi liền, chân nắng chịu không nổi. Ví dụ như bình thường như đây là cũng đã thấy nóng thật rồi, tại vì có cái lò lửa. Dạ đúng rồi. Chứ mà họ là để lửa tăng lên nữa này, còn cô là để lửa không có tiếp xúc của mình á, bớt khúa này, cái lò đưa ra ngoài đó, có người mà đưa để yên trước nhà. Đúng rồi, có họ đúc có củi đồ gì ngay tại đó luôn. Bằng điện này phải không? Hồi nãy con tưởng đâu cái lò than, con nhìn cái ủ đây nè, nhìn cái ủ đi, con nhìn cái ủ này con tưởng là than ở trong này, xong cái đi ra kia xong mới thấy là củi. Một bó củi như vậy là 40,000. Trời ơi, trừ làm trừ hết ra còn ngày có 100,000. Cô trừ hết rồi là không còn cái gì. Tính mà tính xích xô luôn mà. Lấy công làm lời đó. Rồi cảm ơn cô, bây giờ con ra, tụi con ra đã. Con cảm ơn cô nhiều nha. Rồi trừ cái chỗ này mình ngồi tráng tiếp chứ. Trốn đi nữa, đừng cho họ ăn trốn tiếp. Cô, cái cục cục đó là chầm hả cô? À? Cái nhang mà cục cục vậy là chầm đúng không cô? Nhân à? Dạ, cái cục cục nhỏ nhọn á là chầm đúng không? Mấy cục cục... À, thủ à? Dạ, là chầm á? Chầm có, thủ dược có. À, thảo dược có. Nói chung là thủ dược á. À, dạ. Cái này là mình ở nhà mình làm, tự làm hương luôn đó không cô? Mình chỉ sản xuất hương thôi hay là mình sản xuất thêm gì nữa không ạ? Sản xuất hương thôi, hương với lại nụ nó đó. À, hương với lại nụ giác, đó. Giác xong nữa. Giác xong nữa. Xong rồi còn cái cây trầm đó. Con đang đi quay mà con thấy từ đoạn đó tới đoạn đây là nguyên là đoạn làng hương luôn đó hả? Làng hương Đại Lộc. Làng hương Đại Lộc đó. Có mặt tại quán bánh tráng của các nụ Lý Hương Hai nha các bạn. Nó nằm ở địa chỉ là 133 Quang Trung nha. Quán bánh tráng cuốn các nụ nổi tiếng tại ngã tư chợ Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam á các bạn. Đây là phần bánh tráng cuốn các nụ mình đã gọi ra nè. Bên trong này là cá nụ nha, cá nụ thắt nha các bạn. Đây là phần mắm nêm ăn kèm nha. Còn đây là phần rau này. Rau thì gồm có rau quế, có rau muống nữa, một ít hành lá và một ít dưa leo. Bây giờ mình sẽ dùng nha, mời các bạn nha. Mình đang ở quán, và cái quán này thì mình tìm rất là, hồi nãy giờ mình đi lên trên Đại Lãnh, giờ mình đi xuống như đây mà mình tìm cái quán này, phải nói là nhiều khê khó khăn. À. Nhiều khê là
mình tìm cái quán này rất là khó khăn nha, tại vì khi mà mình về Đại Lộc á là mình phải ăn cái món mà bánh tráng cuốn, nhưng mà không phải cuốn thịt heo, tại vì cuốn thịt heo thì ở đâu cũng có, cũng có, mình phải cuốn với lại cá nục và phải chấm với lại một loại nước chấm, đó là mắm mắm nêm, hay là người ta gọi là cái mắm cá cơm này này các bạn, có con cá ở trong này rồi. Đó, nó mới là cái món ăn gọi là đặc sản. Nước miếng nó tiếp à, nước miếng nó tiếp. Đấy, mình sẽ dùng với lại bánh tráng này, bánh tráng này mình sẽ nhúng nước. Cái bánh tráng cái quy trình hồi nãy giờ mình cũng đã tìm hiểu làm ra, nhưng mà cái này thực chất là làm bằng máy. Ok, mình sẽ nhúng vào nha. Cái này cũng có cái ngăn nước đúng không? Này ngăn nước này nè, mình nhúng bánh vào đây làm cho bánh nó mềm ra. Nghĩa là khi mà các bạn cầm cái bánh tráng á, bánh tráng là bằng
rất là nhỏ thôi, mình để ý kỹ là mình sẽ thấy. Và là cái bánh tráng làm bằng máy nó sẽ đa số là nó sẽ cắt theo hình vuông như thế này, hình vuông vuông như thế này. Còn bánh tráng bằng tay á là nó bằng phẳng và nó hình tròn. Khi mà mình phơi trên mấy cái gọi là cái cây phơi á là nó sẽ có cái hình vuông cái rọc tre á, là như vậy. Và ăn vào á thì cái cảm giác hồi sáng là mình ăn cái bánh tráng á, bằng tay, mình làm bằng tay là cái bột gạo nó sử dụng, với lại mình gắn bằng tay là ăn nó sẽ dai hơn, màu nó đậm hơn một tí. Còn bánh tráng mà ăn kiểu nó bị hơi bị cứng, hơi bị khô á, do là nó pha lẫn một số có lại chất phụ gia. Mình đã ăn xong rồi, giờ mình sẽ uống tiếp theo nha các bạn. Mình cho rau vào. Cái rau này nó rất là giòn, cái rau này nó ít lá nhưng mà nó giòn. Rau muống này là rau muống hột. Bẻ lại, gấp đôi lại. Cá nục á là người ta không có uống với lại rau sống, giống như là xà lách, giống như là bánh tráng cuốn thịt heo. Người ta sẽ cúng với lại rau muống giòn cộng với lại rau quế thơm. Các bạn thấy cái lá rau quế không? Nó nhỏ, cái lá nó rất là nhỏ luôn. Nó ở kiểu như ở quê á, người ta trồng nó khác với những cái nơi khác. Cái rau quế rất là to, nó nhỏ nhỏ, nó xấu xấu vậy, nhưng mà nó thơm lắm nè. Cái mùi nó rất là thơm, thơm và đặc trưng. Nó không có giống như là cái rau quế ở Sài Gòn. Rau quế ở Sài Gòn á, nó to, cái lá nó to hơn nhưng mà nó không thơm bằng đâu các bạn. Giờ mình sẽ cho một miếng cá vào nha. Cá nó cứng anh Thì. Cá rất là chắc luôn. Cá này tập gym hả? Cá này nó cứng, nó chắc thịt, chắc là nó tập gym đó các bạn. Con ruồi á, nó nghe mùi mắm nêm á, nó đánh mùi nhanh dễ sợ luôn. Người ta không có lục cái miếng cá này lại, tại vì
là theo thói quen nó hơi nghiêng về tâm linh một xíu các bạn, là mình không nên lật lại thì mình đi biển á sẽ có nguy cơ là nguy hiểm, tại vì họ tưởng tượng con cá nó giống như cái chiếc thuyền vậy á các bạn, nên là đó là những điều cấm kỵ. Như vậy thì cái chuyến đi trải nghiệm của mình sáng nay, và mình cũng đã trải nghiệm ẩm thực tại quán Lý Hương, món bánh tráng cuốn cá nục. Như vậy chiếc video của mình cũng đến đây cũng hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nếu mà thấy thích thì cho mình một chút like nhé, và đăng ký kênh để ủng hộ những video tiếp theo khi mà mình post lên nha. Còn bây giờ thì chào và tạm biệt các bạn nha. Bye bye.